Rồi chúng ta bắt đầu các anh chị. Chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên là cái phần giới thiệu chung. Thì xuyên suốt cả cái môn học này, cái chương này á là tôi sẽ không dùng cái slide. Tại vì những cái ý niệm này cũng là những cái ý niệm cũ và nó cũng không có cần thiết là phải trình bày dưới dạng sơ đồ gì hết trơn, mà trong khi đó nó lại rất là cần thiết để trình bày những cái thao tác, những cái kỹ năng. Thì cái cách học chúng ta là học vẫn học lý thuyết nhưng mà và thực hành kết hợp, cái cách dạy của tôi là như thế nhưng mà học trực tiếp luôn nữa. Tôi sẽ sử dụng ngay cái .NET làm cái bài giảng của tôi luôn. Nào bây giờ là chúng ta để mà qua một cái chương mới thì các anh chị sẽ tạo ra một cái solution mới, đúng không ạ? Chúng ta sẽ new project, các anh chị có thể new ở đây cũng được. Chúng ta chọn là C# nha, chúng ta chọn là console application, đúng không ạ? Và cái vị trí đặt của chúng ta là ở thư mục gốc dưới D, chúng ta vẫn giữ đi. Tên của solution các anh chị sẽ sửa trước, chúng ta đặt tên nó là kỹ thuật lập trình gạch nối nha, chương 2. Chúng ta qua chương 2. Và tên project nó sẽ ứng như là cái mục đầu tiên của tôi, tức là cái phần giới thiệu chung. Giới thiệu chung ở trong chương 2 và là cái phần này của chúng ta đó. Rồi chúng ta bấm OK thì nó ra cái phần giới thiệu chung rồi. Thì trong cái phần này tôi sẽ giới thiệu chung cho các anh chị về về cái chuyện là cái hệ thống của những cái kiểu dữ liệu cơ sở, hay là những cái biến cơ sở, hay là những cái đối tượng cơ sở. Thì trong cái phần này chúng ta vẫn sử dụng lại cái thư viện hàm mà chúng ta đã xây dựng ở trong cái chương 1. Thì để sử dụng lại á, nó có nhiều cách. Kỳ trước á, là tôi hướng dẫn cho các anh chị hai cách. Cách thứ nhất á, là ở trong đó chúng ta tạo ra cái project. Rồi trong cái project là cái dạng là cái class library, tức là thư viện lớp á. Hoặc là chúng ta biên dịch nó ra cái DOL rồi chúng ta add reference vào. Thì hai cách đó thì rất là tốt rồi. Nhưng mà hai cách đó thì nó sẽ tích hợp khi mà chúng ta đã có một cái thư viện hàm ổn định. Đặc biệt là cái cách 2 là khi ra cái DOL chúng ta phải ra một cái thư viện hàm ổn định, chúng ta không có sửa đổi gì trên đó nữa hết trơn á, thì chúng ta mới làm như vậy. Còn ở đây thì trong quá trình chúng ta đang xây dựng nó thì làm sao đây? Cái project nó nằm ở bên kia, phải không ạ? À? Thì các anh chị có thể mở song song, các anh chị có thể mở song song vừa cái kỹ thuật lập trình chương 1 và để khi nó chứa cái project đó trong đó chứ không gì hết trơn luôn nữa, rồi chúng ta add reference qua bên kia với cái DOL cũng được. Đó là một cách. Giờ đây chúng ta có quyền làm như thế này nè. Chúng ta click trên solution nha, chúng ta bật chuột phải, chúng ta add. Ở đây là chúng ta là existing project chứ không phải existing item gì hết trơn luôn, mà là đúng là cái project luôn nữa đó. Là chúng ta chọn lại cái phần cũ, và chọn lại phần cũ của chúng ta. Ví dụ giống như là ở đây chúng ta sẽ có là cái địa D nha. Chúng ta sẽ có cái kỹ thuật lập trình chương 1 đây, có project Nguyễn Tiến Quy của tôi nè. Là cái thư viện chúng ta click ở đây, chúng ta chọn cái gì bấm open thì nó sẽ hiện ra cái phần kỳ trước mà chúng ta có để chúng ta sửa đổi. Và ở đây nó không tạo ra thực sự ra cái project mới đâu nha. Chúng ta không tạo, chúng ta save nó lên và các anh chị sẽ quan sát ở trên này á, chúng ta sẽ thấy rằng là ở trong cái kỹ thuật lập trình chương chương 2 của chúng ta đó. Kỹ thuật lập trình chương 2 chúng ta nó chỉ có một cái project ở trong là chỉ là giới thiệu chung thôi. Còn nó chỉ dẫn đường qua bên kia thôi. Do đó khi chúng ta sửa đổi gì là sửa đổi bên kia nó có một nơi duy nhất thôi. Hiểu không ạ? Có một nơi duy nhất thôi. Nào, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu vào trong cái phần của chương này, thì tôi sẽ sử dụng ngay cái phần này để làm cái bài giảng, phải không ạ? Tôi giới thiệu chung ở trong cái phần này á là chúng ta sẽ nói về ý niệm về đối tượng cơ sở. Đối tượng cơ sở. Thế thì đầu tiên là trước khi nói tới đối tượng cơ sở thì chúng ta nói đối tượng là cái gì? Đối tượng là cái gì? Đối tượng. Ý nghĩa về object, đối tượng là một cái loại biến đặc biệt. Một cái loại biến đặc biệt. Biến đặc biệt như thế nào thì tôi chưa giải thích ở đây. Một loại biến đặc biệt. Chúng ta chỉ biết rằng khi thuật ngữ khi nói tới đối tượng ở đây nó là biến. Nó là biến thôi. Còn đối tượng cơ sở. Đối tượng cơ sở thì nó sẽ là cái gì đây? Đối tượng cơ sở là cái đối tượng
tức là biến á, không ạ, tương ứng với các thông tin cơ sở trong thực tế, các thông tin cơ sở trong thực tế như là cái gì đây ha, chúng ta sẽ có những cái chuỗi, những cái số nguyên, những cái số thật, những cái ngày giờ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là cái giá trị logic đúng sai, vân vân. Thì ở trong cái môn nhập môn lập trình này chúng ta đã học những cái loại này đó, chuỗi, số nguyên, số thật, ngày giờ, logic, nó là biến thôi chứ không là cái gì hết trơn luôn ha, là biến. Và học cái gì thì là tôi đã nói rồi, tôi không nhắc lại, trong cái phần này chúng ta sẽ học về các cách khai báo, chúng ta học về cách kết xuất, chúng ta học cách kết xuất trước, chứ còn học nhập liệu trước thì khoan, rồi sau đó chúng ta mới học cách nhập liệu, và chúng ta học về cái cách xử lý. Cách xử lý ở đây chẳng qua đó là chúng ta học cái thư viện hàm, và nếu cần thì chúng ta định nghĩa thêm một số cái hàm riêng của chúng ta, hàm để mà chúng ta tái sử dụng, không ạ? Đó là giới thiệu một cách ngắn gọn về cái đối tượng cơ sở. Học cái gì thì cụ thể thì chúng ta sẽ học sau nha, nhưng mà trong phần này thì là tôi muốn giới thiệu thêm, giới thiệu thêm mà cái chỗ chấm 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 này nè, nó còn có cái gì nữa trong này, là cái phần mở rộng của chúng ta, phải không ạ? Mở rộng của chúng ta thì một cái đầu tiên tôi giới thiệu thêm á, ngoài những cái phần này á, chúng ta sẽ học về cái phần gọi là cái biến, gọi là thuộc cái kiểu kiểu liệt kê, phải không ạ? Cái kiểu liệt kê, cái biến thuộc kiểu liệt kê. Thì cái biến kiểu liệt kê này á, tôi trình bày cụ thể thì cũng thôi là nói các anh chị sẽ khó hình dung ra lắm. Ví dụ như là chúng ta so sánh hai phân số, ví dụ như chúng ta so sánh hai phân số thì cái kết quả trả về của nó đó sẽ là bằng hay là lớn hơn hay là nhỏ hơn, hay là tức là ba trường hợp, các bạn so sánh hai phân số. Tôi nói tiếp ở đây vậy ha. Một cái ví dụ của chúng ta ở đây á, ví dụ như là chúng ta so sánh hai phân số, thế thì là cái biến nhập á, tôi nhắc lại biến nhập, hay là bây giờ chúng ta gọi là đối tượng nhập thì cũng được, là hai cái phân số xi. Biến xuất là cái gì đây? Thì là chúng ta trước đây trong cái phần mà nhập môn lập trình á, là cái biến xuất này của chúng ta đó, chúng ta sẽ có thể là dùng cái cấp 1 đó, là chúng ta sẽ là cái kết quả, kết quả là một cái chuỗi, nó là một cái chuỗi. Thì là cái chuỗi kết quả này nó có thể là chữ bằng nhau, chữ lớn hơn, chữ nhỏ hơn, đó là một cách, phải không ạ? Cách này thì là nó là cách đơn giản. Cách 2 á, là cái kết quả của chúng ta đó là một cái số nguyên, với cái ý nghĩa đó, ví dụ nha, là giả sử như trừ 1 á là nhỏ hơn, là x nhỏ hơn y, x nhỏ hơn y, phải không ạ? Rồi 0 á là x bằng y, rồi 1 á là x lớn y. Thì cái phần này thì nó rất là thích hợp để khi mà chúng ta tạo ra một cái hàm so sánh, chúng ta tạo ra cái hàm so sánh nó sẽ trả về một số nguyên, hay gì nó trả về cái chuỗi á, thì cái chuỗi đó chỉ để xuất lên cho người sử dụng xem thôi, chứ còn sau đó là mình kết hợp để mình xử lý trong một cái chuyện gì đó, chúng ta ít với gì đó thì nó khó hơn đó. Và ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho cái gì, cái cách 3. Cách 3 đó thì kết quả chúng ta đó là thuộc cái kiểu liệt kê, chúng ta là kiểu liệt kê này, là chúng ta đặt tên nó là cái kết quả so sánh phân số chẳng hạn, nó hơi dài chút xíu. Kết quả so sánh phân số, giả sử như thế thì các anh chị đặt tên nào ngắn gọn hơn thì càng tốt, phải không ạ? Với ba cái giá trị mà nó mang chất trực quan hơn thôi. Đó. Tôi sẽ minh họa ở đây liền cho chúng ta thấy nha. Tôi sẽ minh họa liền. Thì ở đây tất nhiên là chúng ta sẽ tạo ra một cái set phân số. Ở đây thì các anh chị tôi làm nhanh thôi ha. Cái này chúng ta không cần dùng hàm gì hết trơn đâu, để mà minh họa thôi. Nếu các anh chị có sẵn luôn thì khỏi cần khai báo cái này. Chúng ta sẽ có public int tử số phẩy mẫu số. Đó. Rồi ở đây các anh chị mới tạo ra một cái kiểu liệt kê.
gọi là cái enum, tên nó gọi là enum nha, enum, cái kết quả so sánh phân số nha mà. Rồi các chị mở móc ra, các chị đưa những cái giá trị là những cái tên đặt, ví dụ như nhỏ hơn, nhỏ hơn nè các bạn. Cái này thì không có nhỏ hơn. Rồi bằng nhau. Những cái tên thôi ha. Rồi là lớn hơn. Đó, rồi đóng móc lại chấm phẩy các bạn. Đó. Thì ở trong chương trình này của chúng ta sẽ khai báo, cái thuật giải chúng ta là khai báo hai cái phân số XY. Rồi chúng ta sẽ là khai báo cái kết quả so sánh. Kết quả thì khai báo hai phân số XY thì là bình thường thôi. Chúng ta phân số X phẩy Y đúng không ạ? Khai sánh kết quả này thì là chúng ta sử dụng ngay cái enum này là cái kết quả so sánh, cái kết quả. Tất nhiên ở đây các anh chị sẽ tiến hành là nhập liệu cho XY gì đó. Là chúng ta tiến hành là xử lý tạo kết quả, so sánh tạo kết quả, rồi chúng ta kết xuất cái kết quả. Thì những cái phần này tôi không minh họa vô nha. Ở đây là tôi chỉ muốn nói rằng là sao, là chúng ta có thể sử dụng cái kết xuất này ra ở trong đó. Chúng ta sẽ chia trường hợp thôi. Chúng ta sẽ khai báo là một string, một cái chuỗi bằng ví dụ như là cái kết quả so sánh. Rồi chấm phẩy. Ở đây chúng ta sẽ if chỗ này cái kết quả chúng ta là bằng bằng. Các anh chị thấy ở đây là nó sẽ bằng bằng kết quả so sánh. Chúng ta sẽ thấy là bằng bằng cái gì đây, bằng kết quả so sánh chấm. Chấm là nhỏ hơn, tức là lúc này x nhỏ hơn y á. Các bạn. Nó không còn có mang cái ý nghĩa là từ chúng ta đặt ra là không một luôn mà nó trực quan thôi. Các bạn. Thì lúc đó cái chuỗi này của chúng ta đó là nó sẽ cộng bằng là sao đây? Là x bằng y, ví dụ chẳng hạn. Xin lỗi, x nhỏ hơn y. X nhỏ hơn y, hay là các anh chị đưa ra cái phân số rõ ràng luôn nữa cũng được. Đó. Rồi chúng ta else if, nhắc lại chút xíu thôi, là cái kết quả của chúng ta lại là bằng bằng. Cái kết quả so sánh phân số chấm là bằng nhau. Đó. Cái việc xuất như thế này thì nó rõ ràng hơn. Thì chuỗi chúng ta nó sẽ n nó bằng là x bằng y. Ở đây tôi không có làm theo cái dạng gọi rằng là tiện dụng lắm, thì là các anh chị có thể biến xy thành cái chuỗi luôn. Còn cái này là chúng ta sẽ là lớn hơn, chấm lớn hơn thì x lớn hơn y các bạn. Rồi các anh chị còn son chấm roi gì đó được không ạ? Thì ở cái phần này đương nhiên nó sẽ báo lỗi ở chỗ này, là cái biến này là xài chúng ta không có gán giá trị thôi, tại vì chúng ta chưa có tạo gì hết. Khi các anh chị gặp cái lỗi này á, dùng không có biến gán này do chúng ta có lệnh if gì đó, thì các anh chị cứ gán đại nó một cái giá trị ban đầu nào đó. Ví dụ như chúng ta gán đại giá trị ban đầu cho nó là kết quả so sánh là bằng bằng nhau đi chẳng hạn, chúng ta gán đại cũng được, không có sao hết. Tại chúng ta sẽ sau đó là chúng ta sẽ tìm cách chúng ta gán lại cái giá trị đó ha. Chúng ta sẽ tìm cách gán lại cái giá trị đó mà. Thì ở đây là mở đầu cho các anh chị thấy là chúng ta sẽ có thể dùng cái kiểu liệt kê này như thế nào thôi. Ứng dụng nó thì tôi cũng không có yêu cầu các anh chị ứng dụng đâu, các anh chị làm thử một bài này để chúng ta cảm nhận được cái kiểu liệt kê. Cái này nó chỉ sử dụng trong một số trường hợp ít thôi. Nhưng mà ở đây á thì là các anh chị sẽ thấy rằng là nó người ta sử dụng, mà bây giờ mình mới giải thích được. Khi mà chúng ta có cái cộng son, chúng ta chấm for color bằng, ở đây là cộng son, cộng son color. Thực ra cộng son color này chính là một cái kiểu liệt kê. Các anh chị thấy ở đây là những cái gì mà ký hiệu của nó là như thế này nè. Nó là cái kiểu là enum nè các anh chị thấy không ạ? Enum, enum của cộng son chấm color. Còn cái enum này á, chúng ta thấy nó không chịu hiện ra nữa. Cái enum này á, chúng ta thấy rằng là nó đề là system chấm cộng son chấm color, thì chẳng qua đó là chúng ta nếu như chúng ta có một cái xử lý phân số á, ở trong đó chúng ta có cái cấu trúc phân số, rồi chúng ta có cái enum này luôn nữa, thì là các anh chị được phép sử dụng. Các anh chị được phép sử dụng thôi chứ không gì ở trên luôn nữa. Đó, hiểu không ạ? Để chúng ta giải thích cho thấy là những cái ví dụ nha. Ở đây là nếu anh chị nào mà thích đó, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái class
ở trong này luôn, trong cái những cái quy này á, chúng ta sẽ tạo ra class là tên là xử lý phân số. Trong này nó sẽ có nhiều cái hàm của nó ở trong gì đó. Đó. Đoạn sau các chị làm cũng được. Đó. Chúng ta nhớ đây là public ha. Trong cái class xử lý phân số này á, thì là các anh chị mới đưa cái cấu trúc này với cái enum này qua bên đây luôn để chúng ta tái sử dụng luôn. À, chúng ta vừa có cấu trúc vừa có enum này chúng ta sẽ cắt qua bên đây luôn nữa, phải không ạ? Tất nhiên ở đây nó sẽ báo lỗi, kệ nó, chút xíu nữa chúng ta khai báo. À, khi mà đưa qua nhớ là chúng ta chuyển qua phần này thì ở đây chúng ta khai báo public nha, à, phải có public ở đây là chúng ta cũng phải có public. À. Rồi trong phần này á, thì là các anh chị sẽ khai báo là à, chúng ta là sẽ có cái hàm nhập phân số, à, là chúng ta sẽ có cái hàm so sánh phân số. Rồi chúng ta sẽ có cái hàm là tạo chuỗi phân số. Rồi để chúng ta kết xuất thôi chứ không gì ở trên luôn nữa ha. Đó. Đó. Các anh chị có ba hàm này là đủ rồi. Thì bài tập mà tôi sẽ không có sửa ngay bây giờ đó là các anh chị thực hiện lại cái bài so sánh phân số mà có sử dụng cái enum. À, có sử dụng cái enum. Không nhất thiết phải tạo thành cái xử lý phân số liền. Các anh chị muốn tạo liền thì cũng được thôi. Ở đây nó báo lỗi là chẳng qua là chúng ta không có cái kiểu đó thì các anh chị using cái Nguyễn Tiến Quy, phải không ạ? À, chúng ta chưa add reference nha. Ở đây chúng ta phải add cái reference. À, add cái reference qua thì là chúng ta mới using được ha. À, nó có cái project à, Nguyễn Tiến Quy luôn ở đây, phải không ạ? Đó. Thì ở đây các anh chị sẽ có thể mới using được. À, nó có Nguyễn Tiến Quy ở đây. Đó. Chấm phẩy thì lúc này thì cái này chúng ta xài lại được hết. Kiểu không ạ? Chúng ta sẽ gọi đến những cái hàm của nó ở đó. Tôi nhắc lại bài tập á, thì là các anh chị sẽ viết lại cái phần này mà chúng ta sử dụng cái enum thôi, sử dụng cái enum theo cái thuật giải mà tôi hướng dẫn cho các anh chị thôi. Đó. Không nhất thiết là chúng ta sử dụng cái class xử lý phân số này, nhưng nếu mà làm được thì là càng tốt. Đó. Đến một lúc buổi khác á, là tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn. Đó. Rồi đó là một việc là chúng ta biết được là về cái kiểu enum, à, một việc là chúng ta biết về cái kiểu enum. Việc thứ hai á là tôi muốn nói là đến cái kiểu những cái kiểu khác, à, như là chúng ta sẽ có cái kiểu cha, chúng ta có cái kiểu là cha, phải không ạ? Là cái kiểu ký tự. À, đây là cha, đây là một cái ký tự, à, ký tự khai báo ký tự là bằng. Ở đây chúng ta dùng một dấu nháy đơn thôi, ví dụ như chữ A lớn. Đó. À, chúng ta có thể khai báo một cái kiểu ký tự. Cái này thì để xài để làm chuyện gì đó thì là tính sao. Tại vì biến cái này nó ba gán không có dùng thôi. À, cái này tôi giới thiệu sớm thôi chứ còn có ứng dụng nó có cái này. Cái này là một ký tự mà hiện nay chúng ta đều dùng cách mã hóa là Unicode hết trơn. Bản chất của nó thì cũng là một cái số thôi, nhưng mà cái dạng mà để nó mã hóa thì theo cái dạng văn bản á thì nó được hiểu là một cái ký tự để nó xuất lên. Và khi mà chúng ta khai báo một cái string, à, ví dụ như là họ tên. Đó. Chúng ta là sẽ bằng là ví dụ như là đây là Trần Văn Long, không biết có trùng tên ai không nữa, phải không ạ? Thì bản chất cái họ tên này nó là một cái mảng những cái ký tự và chúng ta có thể xài như thế này. Trần Văn Long mà ví dụ như không á thì nó ra một cái ký tự, phải không ạ? Đó. Chữ T này nó sẽ bằng chữ T này đó. Nó sẽ bằng chữ T này ở trong cái gì đó. Bản chất cái mảng á, cái sinh cái chuỗi này á, nó là một cái mảng những cái ký tự, nó là mảng những cái ký tự ở trong đó, ở trần thôi tôi gọi là chữ trần. Để giới thiệu cho các anh chị biết ở trong cái chuyện đó, đến cái phần về mà học về một số đoạn sau thì chúng ta có thể là có sử dụng ở trong cái chuyện này, và hiện nay chúng ta chưa sử dụng, tôi chưa cho cái minh họa các bạn. À, chữ xa, và chúng ta có thể tìm hiểu thêm những cái hàm ở trên cái xa này ở trong này. À, nó có hai hàm thú vị. Một cái hàm là chuyển đổi từ cái UTF-32. À, nhưng mà lưu ý nha, tức là nó đem một số nguyên nó chuyển thành ra là cái ký tự. Cái này trong một số bài về trắc nghiệm mà chúng ta sẽ cần xài đó. Tức là ví dụ như ở vị trí đầu tiên của nó chúng ta hiện lên chữ A, chữ B vậy đó, chúng ta cần đổi một số sang một ký tự. Hoặc là chuyển đổi ngược lại, cái này thì không có cần lắm. Nhưng mà lưu ý cái chuyển đổi này nó lại trả kết quả về cho một cái string, phải không ạ? Nghĩa là cái string thì chúng ta lấy ngay cái ký tự đầu tiên của nó thì nó sẽ ra đúng cái ký tự của chúng ta thôi. À, thôi
Cái phần đó thì tôi giới thiệu một cách ngắn gọn lại thôi, chứ các anh chị cũng không có cần là phải phải thực hành gì hết trên chuyện đó, cho biết thêm cái khái niệm về cái vấn đề đó là được rồi các bạn. Chúng ta nhắc lại trong cái phần này thì là tôi chỉ giới thiệu chung mà mở rộng thêm một số cái kiểu, mà đặc biệt tôi giới thiệu thêm cái kiểu enum có lúc chúng ta sẽ xài liền, sau đó là kiểu cha tương ứng với một cái ký tự, và chúng ta biết được rằng mảng của chúng ta đó là bản chuỗi chúng ta bản chất nó là một mảng những cái ký tự. Chúng ta sẽ đi chi tiết vào trong cái phần sau, là cái phần làm việc trên những cái loại thông tin, những cái kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu là tương ứng với loại thông tin đó, mà sau này nó ứng với lớp đối tượng, lúc sau này thì nó ứng với lớp đối tượng trên từng cái loại, như là chuỗi, số nguyên, số thật. Và trong cái chương sau nữa thì chúng ta mới làm việc với những cái cấu trúc như là phân số, như là học sinh, như là nhân viên. Rồi thôi được rồi, các anh chị cố gắng làm cái bài tập này nha, chúng ta cố gắng làm cái bài tập này. Và tôi cho thêm một cái bài tập nữa mà trước khi chúng ta xem qua cái phim ở phía sau nha, chúng ta chưa xem phim ở phía sau, các anh chị ráng tìm hiểu cái cuối mỗi cái như thế này, tôi cho một cái bài tập. Và chúng ta nếu mà làm được tốt á, làm không được cũng không có sao hết trơn luôn nữa đâu, nhưng mà nếu mà làm được thì rất là hay. Đó là bây giờ là chúng ta sẽ làm một cái bài tập như thế này nè, là bài tập nhỏ thôi. Chúng ta nhập vô họ tên các bạn, rồi chúng ta và tính và xuất ra cái họ, xuất cái họ. À, chúng ta làm thử coi. Ví dụ như nha, ví dụ như là chúng ta nhập vô là Trần Văn Long, rồi lại Trần Văn Long các bạn. Thì là khi mà chúng ta xuất ra đó thì chúng ta sẽ xuất cái chữ Trần. Tất nhiên lúc đó đừng có làm cái dấu. Chúng ta sẽ làm việc ở trên cái phần cái xử lý chuỗi. Và trong cái phim về chuỗi là tôi sẽ có nói đến cái phần đó các bạn. Trần Văn Long, sao tôi thiếu cái chữ này ngoài ha. Chúng ta xuất ra cái họ. Tất nhiên là sau khi xuất họ rồi á thì là chúng ta có thể làm tới cái phần là xuất cái tên các bạn. Chúng ta có thể xuất cái tên. Xuất cái tên. Tên tên của chúng ta nó sẽ là Long. Đó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta xuất cái chữ lót luôn. Đó, chữ lót ở đây nó sẽ là chữ Văn các bạn. Chữ văn ba cái bài đọc nhỏ này làm sao chúng ta làm được, làm không được cũng không sao các bạn. Cái mỗi một chương á, cái quan trọng là các anh chị tôi thao tác được cái gì, các anh chị làm được cái đó trước cái đã. Rồi sau đó thì tôi có những bài tập mà các anh chị làm không được thì qua chương sau tôi giải. Các anh chị làm không được, tôi nhắc lại cũng có ý nghĩa rất là lớn, là chúng ta có suy nghĩ về nó, ráng tìm tòi ở trên đó. Ha, tôi chỉ cho một cái hướng dẫn thôi. Cho cái hướng dẫn là chúng ta có thể tìm hiểu về cái khi mà chúng ta có một cái chuỗi S á, chúng ta chấm chuỗi này nè, chấm là cái slide này nè, nó sẽ có cái hàm về cái slide. Cái này là cái gì để dùng để mà chúng ta tách chuỗi thành là những chuỗi con đó. Cho ngắn gọn thôi, tự tìm hiểu đi, rồi lần sau tôi hướng dẫn nha. Slide nha, tôi nhắc lại để cho các anh chị thấy rõ. Đó, nó có tham số gì đó, ráng tự tìm hiểu. Cái này nó sẽ nó trả về một mảng những cái chuỗi nè. Rồi.